thành phố, Hồ Chí Minh dự chi 2.000 tỷ đồng làm đường nối vành đai 2 với cao tốc Trân Thành. Thành phố Hồ Chí Minh dự chi 2.000 tỷ đồng làm đoạn đường dẫn dài khoảng 1,65 km từ vành đai 2 đến tuyến cao tốc nối Bình Phước. Ủy ban nhân dân thành phố, Hồ Chí Minh vừa gửi văn phòng chính phủ góp ý phương án thực hiện cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, thủ dầu 1, Trân Thành. Đây là tuyến cao tốc được quy hoạch dài 69 km nối thành phố Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Trong công văn nêu rõ, thành phố thống nhất phương án điểm đầu cao tốc kết nối với vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Bình Dương. Từ điểm này, đoạn đường dẫn sẽ xây nối đến nút giao Gò Dưa, thuộc vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh, tổng chiều dài gần 9 km. Trong đó 1,65 km đi qua địa bàn thành phố, kết nối từ nút giao Gò Dưa, dọc theo tỉnh lộ 43, rồi rẽ phải theo đường tỉnh 743 sang Bình Dương thành phố tính tách đoạn đường dẫn này thành dự án riêng, tổng vốn khoảng 2.000 tỷ đồng từ ngân sách để kết nối đồng bộ với đường dẫn phía Bình Dương. Tuyến đường cao tốc đoạn thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Trơn Thành thuộc quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh và trong quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng 2030. Dự án có quy mô 6 làn xe chạy suốt và 4 làn xe đô thị hai bên. Giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư 8,6 km từ nút giao Gò Dưa đến nút giao An Phú thành phố Hồ Chí Minh theo quy mô 10 làn xe, đoạn còn lại quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 dự kiến 24.274 tỷ đồng chưa tính lãi vay, trong đó vốn nhà nước tham gia 12.137 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 12.138 tỷ đồng. Nếu được thông qua, giai đoạn 1 sẽ được triển khai từ 2021 đến 2025.